Hello, hello xin chào tất cả anh em nhé. Mình là LTL đây, đẹp trai Mitsu03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nhá. Ok, hôm nay mình quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ căng thẳng luôn nha anh em ơi. Thì như anh em cũng biết thì hôm qua mình lên cái clip đó chính là mình giấu gạc của mình anh em ơi, để cho đỡ cháu gái mình mượn anh em ạ. Nhưng mà không ngờ thì mình ghi cái tài khoản mật khẩu ra đấy thì nó đã bay mất rồi anh em ơi. Đấy, mình để ngoài kia anh em ạ thì nó đã bay màu rồi anh em ạ. Cũng như là gió thổi nó bay mất rồi anh em ơi. Thì hiện tại là mình tìm cả ngày hôm nay mình vẫn không thấy anh em ạ. Thì bây giờ mình đang rất là lo lắng thì không biết là liệu có ai chơi FIFA nhận được quà đạc đấy không. Nếu như nhận được quà đạc đấy thì chắc chắn là nó sẽ đổi mật khẩu anh em ạ, và có khi là mình sẽ bay màu quà đạc này anh em ơi. Thực sự là mình khá là lo lắng anh em ơi. Thì mình mong là ai đó nhận được không chơi FIFA anh em ạ, hoặc nghĩ đấy là tờ giấy bình thường xong vứt đi anh em ơi, hoặc là nó bay đâu bay xa xa một tí anh em ạ. Đấy, có nghĩa là bay ra ruộng ra gì đấy để cho không ai nhận được anh em ơi. Đấy, mình nghĩ khả năng cao là nó sẽ bay đi đâu mất rồi anh em ạ, hoặc là ai không chơi FIFA kiểu như là nhận được cái quà đạc đấy anh em ơi, nên là bây giờ mình vẫn vào được ạ, chưa bị đổi bác anh em ơi. Đấy, mình rất là lo lắng anh em ạ, bởi vì cái đạc đấy thì thực sự là mình cũng quên mất tài khoản bắt quất rồi anh em ơi, nên là bây giờ mình không thể đổi lại bắt quất với tài khoản nữa anh em ạ, bởi vì bay mất cái tờ giấy rồi anh em ơi. Thì trong chắc là mai mình sẽ ra mình tìm lại thử xem nha anh em ơi, nhưng mà nói chung là đến tận hôm nay thì vẫn chơi được game nha anh em ơi. Nên mình nghĩ khả năng cao là chắc là nó bay đâu xa xa rồi anh em ơi, nên là chắc là chưa ai nhìn thấy rồi anh em ạ, hoặc là ai không chơi FIFA nhận được chắc là thấy tờ giấy linh tinh xong bắt đầu là vứt đi luôn rồi anh em ạ. Đấy, mình nghĩ khả năng cao như vậy. Thì ok, nói chung là hôm nay vẫn được chơi FIFA thì vẫn được vào con đạc, thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em nha, quay sự kiện review và phá KC luôn nha anh em ơi. Tiện thể là vì là cũng kiểu như là chẳng may mà nó bay màu thì ít nhất là mình vẫn còn phá được KC đúng không anh em ơi. Ok, không linh tinh như thuyền thì bây giờ mình sẽ xem nào. Đây, hôm nay mình thấy là có cái sự kiện đó chính là anh em thấy chưa, có một con xe máy và có một cái đứa ngồi lên kìa anh em ơi. Đấy, chỉ 9 KC thôi anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, đấy anh em thấy chắc chưa, hành động quá chất thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ vào mình quay luôn nha anh em ơi, quay luôn cái hành động gọi là gì đây, Sucking Boy anh em. Ui, hành động ui đẳng cấp đấy nhỉ. Ui, hành động này mà vào trôn game thì cũng vui đấy anh em nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ xúc luôn nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ quay luôn nha anh em ơi, quay luôn cho anh em xem này, để xem là nhân phẩm của mình liệu nó có tốt hay không nhá. Liệu một phát có ra luôn hay không đây. Trời ơi, không ra. Không ra thì chắc chắn là phải có một câu thần chú rồi anh em ơi. Anh em nhìn mình đọc câu thần chú này chắc chắn này, quay phát này chắc chắn sẽ ra này. Úm là xì bùa. Ok, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem luôn này. Lại mà không ra đi. Không ra đi. Lại bóng ra đi. Không ra thật à? Ôi, nhưng mà vẫn ra cái hành động VIP nha anh em ơi. Vẫn ra gọi là cái bom keo VIP nha. Ủa, bom keo cutie thế nhỉ? Bom keo cutie thực sự anh em ơi. Ok, tiếp tục nhá. Phát này chắc chắn sẽ ra. Phát này mình chắc chắn 100% là sẽ không ra. Ok, lại đi. Nói chung là không có câu thần chú nào đâu anh em ơi, tùy vào nhân phẩm thôi anh em ạ. Nhân phẩm mình đen thì chắc chắn là phát cuối nó mới ra rồi anh em ơi. Đấy, phát cuối mới ra. Ghê ra. Trời ơi, 699 cái gì mới được cái hành động này. Đen quá trời đen luôn anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Rồi, ok. Xem nào, còn gì không ta? Như là hết rồi anh em ơi, để mình vào shop xem là có cái gì không nào. Có bộ đồ này mình sở hữu rồi. Đây, có cái này mình chưa sở hữu này. Múc bang luôn anh em ơi. Cái quần này, quần phong cách sở chít này mình chưa có này. Múc bang luôn. Trời ơi, đẹp luôn. Quần này rất là nhiều bạn yêu thích ngày hôm nay, nó giảm giá này anh em ơi. Bộ này mình chưa có cái gì luôn này. Múc bang luôn anh em ơi. Trang bị luôn này. Trang bị ngay luôn này. Chơi luôn này anh em ơi. Bộ scaler à? Úi, xịn xò đấy. Em còn gì không ta? Rồi, như là hết rồi anh em ơi. Hình như là hết sự kiện rồi. Mà anh em thấy chưa? Mình rất là nhiều KC, nên là anh em là muốn có KC miễn phí thì đừng quên là xuống phần bình luận nhá. Đấy, ghi vào đấy rồi nha anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ chơi một trận động lan chiến. Đấy, để test cho anh em xem cái hành động mới nha anh em ơi. Mình trang bị chưa nhỉ? Để mình xem là mình trang bị chưa. Như mình chưa trang bị này, bây giờ mình sẽ trang bị là để mình test cho anh em xem nha anh em ơi. Đó là cái hành động mình vừa mới quay được đâu ở đây đây này. Trang bị luôn ở đây này. Ok cho anh em ơi, đây này. Ui. Đấy, kêu gọi ra xe máy rồi lên. Ui, ngầu loài thực sự anh em ơi. Ngầu loài thực sự. Bây giờ mình sẽ trang bị quả bộ đồ ma tốc độ vào nhanh anh em ơi, cho nó chất. Không biết là mình có bộ đồ ma tốc độ không nhỉ, để mình kiểm tra xem có không nào. Đây rồi. Đấy, anh em thấy hợp lý chưa? Bây giờ mình sẽ vào nhá. Vào bắt đầu gọi là đua xe luôn trong game anh em ạ. Đấy, đẳng cấp luôn. Mai anh em muốn mình cầm cái hành động này chôn game không? Anh em muốn mình cầm cái hành động này kiểu như là bật hành động này lên chôn game không? Muốn anh em comment xuống nha. Để mai mình sẽ thực hiện nha anh em ơi. Chơi luôn gọi là M1014 đi này. Đây, mình sẽ bật lên cho anh em xem nhá. Ui, ngầu loài anh em ơi. Ui, trông khá là nguy hiểm. Ui, có cả đường luôn này. Có cả đường luôn này. Anh em thấy chưa? Có cả đường nhưng mà không di chuyển được kìa. Nhưng không di chuyển được anh em ạ. Đây, mình bật lại cho anh em xem nhá. Có cả đường đua luôn. Ui, trông ngầu loài thực sự. Cầm hành động này đi chơi game mình cũng vui thôi anh em nhỉ. Nhưng mà mong là ạc mình vẫn ok để mai mình có thể cầm được nó đi chôn game anh em ơi. Ui rồi. Thằng này.
Trời ơi, mình đang định chơi game tí nha bạn. Trời ơi, mình đang định cầm hành động lên kết hợp với One Shot, nhưng mà thằng này nó tung công qua nhanh quá anh em ơi. Lại nha, làm lại nha anh em ơi. Vừa xong rồi, thực sự ra là mình cũng gọi là chấp nó tí thôi. Thực ra là mình bắn nó thật thì đây anh em nhìn mình nha, anh em nhìn. Ui giời, thằng này ném shit đảo mày. Bây giờ đây, tao kêu gọi xe vào đấy, tao kêu gọi xe vào đấy. Nào mày. Cho cái đầu vào đây. Ui giời, không One Shot mình kìa. Khó nha, khó nhằn nha. Rồi nó công ra qua rồi anh em ơi, nó công qua rồi. Mày qua đây. Mày tốc biến qua đây. Mày tốc biến qua đây. Kịa luôn. Kịa luôn. Ngầu chưa anh em ơi? Nó là quá là ngầu loài luôn chứ còn gì nữa đúng không anh em ơi? Tiếp tục nào. Ok, bây giờ mình sẽ cầm MB40 nha anh em ơi. Cha! Làm gì anh? Cho ai cục xít luôn anh em ơi, cho cục xít luôn này. Rồi, xong luôn, bật hành động đi kiện điếc. Hợp lý chưa anh em ơi? Cứ bắn thắng xong lại phải kiện cái anh em ạ, cho nó vui đúng không anh em ơi? Trời ơi, nói chung là thực sự là mình khá là may mắn anh em ơi. Vì là làm rơi ạc anh em ạ, bị gió thổi bay ạc. Nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn vào được. Nói chung là nhân phẩm của mình nó gọi là hàng đẳng cấp đấy đúng không anh em ơi? Nhân phẩm mà toang rồi. Ui, mình đang bật hành động để mình bắn cái thanh niên này mà. Mà căng nhà, từ, ok, thì kệ đi. Cho mày lém luôn, chấp luôn. Đây rồi, nó xuống đây rồi anh em ơi, Mày ra đây, mày có giỏi mày ra đây. Ta bật hành động sẵn chờ mày đây này. Mày xuống đây, mày có giỏi mày xuống đây. Đây rồi. Ui, trời ơi, chơi ngu quá tiếng anh em ơi. Thôi nói chung là không test hành động với anh em ạ, chứ test này thực sự là quá là nguy hiểm anh em ơi. Cứ test đến này nó công qua là nó xử lý ấy, thôi mình vẫn nhiều test phát nữa đi anh em ơi. Đấy, bật hành động lên kiệu ý nha bạn. Rồi ok, test cho anh em như thế là quá đủ rồi nha anh em ơi. Quá là ngầu loài rồi nha, bây giờ kết thúc luôn cái game đấu này luôn anh em ơi. Mày qua đây. Mày qua đây tao múc bang mày luôn này. Mày qua đây. Nhẹ cái đầu ở đây. Nè chiêu kinh đi nhỉ. Nào. Đâu rồi, ra đây, cho này cục xít nha anh em ơi, cho này cục xít nữa này. Mày không chạy là mày tới không chuyện này. Trời ơi, anh em ơi, mình quá chuẩn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ công xuống luôn nha anh em ơi. Công xuống luôn để kết thúc luôn. Nào, qua đây, mày chạy đi, mày đứng đi, mày quần máu. Đứng đấy mà quần máu. Rồi, 3-2 luôn anh em ạ, bắn thật là nó phải như vậy anh em ơi. Tiếp tục, kết thúc luôn, không khịa ra anh em ơi. Khịa nhiều là toang đấy. Mày qua đây. Mày qua đây. Ôi nó bắn mình nó dí kìa anh em ơi. Thằng này nó không chơi One Shot đâu anh em ạ. Mày căn à? Mày căn kìa mày. Mày đứng đấy mà căn kìa mày. Tuổi gì mà đoán mình. Ủa? Sách tài khoản của bạn đã được đăng nhập trên thiết bị khác là như nào? Ủa cái gì vậy? Ôi thật toang, bây giờ mình sẽ vào lại xem như nào nào. Thật toang rồi anh em ơi, không vào lại được luôn anh em ơi. Bây giờ nó không có chữ bắt đầu lại kìa anh em ơi. Nó cho mình ra ngoài là ra sảnh rồi, hình như là ạc của mình bị đổi bát rồi hay là anh em ạ. Trời ơi, bị đổi bát rồi nên nó bị ao ra đây này. Thôi chắc là bây giờ mình sẽ vào khách thôi anh em ạ. Buồn vãi trưởng anh em ơi. Thế này thì chính xác là có người nhận được ạc mình rồi anh em ạ. Chuẩn là có người nhận được ạc mình rồi anh em ơi. Và thanh niên này đã chơi FIFA. Mình nghĩ là chắc là vừa xong nó vào là thấy game FIFA bắt đầu nó đổi bát luôn anh em ơi. Thế bây giờ mình bay màu rồi nhá. Ác bay rồi anh em ơi. Ok anh em ơi, thì clip của mình nếu là kết thúc rồi. Chắc là mai mình sẽ hỏi thử xem là thanh niên hàng xóm hay như nào nha anh em ơi. Xong mình sẽ check thử cam để xem là liệu có ai nhìn thấy cái thanh niên đấy nhận được cái tờ giấy không. Ai nhận được cái tờ giấy thì mình sẽ cố gắng mình sẽ xin để mình chuộng nha anh em ơi. Hoặc là mình sẽ hỏi xem là thanh niên hàng xóm hay là có ai ở đấy nhìn thấy thanh niên có ai nhận được cái tờ giấy đấy không anh em ạ. Để mình chuộc nha anh em ơi, chứ thực sự bây giờ bị đổi bát rồi anh em ạ. Vãi trưởng rồi anh em ơi, đang chơi game bị đổi bát rồi anh em thấy chưa. Bye bye anh em nhé.